Alo. Alo. Phương Vũ xin thân ái kính chào tất cả các anh chị. Đã lâu lắm rồi không có lên live stream, hôm nay nghỉ hát quá. Sẽ lên hát cho tất cả các chị nghe thưởng thức bài nhạc phẩm đầu tiên Trái tim ngục tù. Chúc cho các nhà luôn được nhiều sức khỏe và từ hồi đến bao giờ
anh sẽ quên được em. Anh đã tìm em từ trong kiếp trước, anh đã gặp em về cho xót thương, cho dấu ngàn lần trăm ngàn lần phải khổ đau. Anh xin bằng lòng cho anh được biết để yêu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em, yêu em cho đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em cho đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em, yêu em cho đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em cho đến ngàn. Trái tim ngục tù. Thank you. Bài này của ai? À, hay quá. Mình rất là thích bài này. Hey. Oh. Meet cutes happen every day on Tinder. Tuck. Tuck. Just not like they do in the movies. 175 người nhá. Cho tất cả các em luôn được nhiều sức khỏe và niềm vui nha. Sau đây xin gửi đến cho tất cả các chị em thưởng thức nhạc phẩm một star của Song Ngọc, nhạc phẩm có tên đề Định Mệnh. Trong lòng nhau la 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 la
beauty rest mattress gives you unparalleled motion separation, isolating movement with our pocketed coil technology, while providing individualized support for every... Cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều là điều thích nhau phụ. Anh còn nợ em. Và để nhạc phẩm tiếp theo thì Phi Vũ xin đợi đến cho tất cả chị em thích một nhạc phẩm rất là quen thuộc, Riêng Một Góc Trời. Taste You Love is now available and gluten-free. Chips Ahoy! Hello, Hồng Vân! Chào Tân Binh! Và xin ai thân ái chào tất cả quý vị trong chương trình live stream Phi Vũ hôm nay. Làm sao đi con? Lâu ngày hát tí sao ra hoài vậy, hát không? Hát ngay. Gọi tên em ơi, trong cơn mê đầy. Hát ca này con, hát còn nhớ tên dâu. Lâu ngày hát cũng quậy quá. Ơi con đi đá không? Đi không? Có đi đá. Đi ngoài đá đi. Đây con. À, Rồi. As a stylist, I know it can be hard to find time for a haircut. With the Great Clips app, you can put your name on the list from anywhere and head to the salon when it's time for your cut. Nàng sống mà tim như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn, thường thay cho nàng buồn xa nhân thế nào thắng tùa từ bi. Thường thay cho nàng buồn xa nhân thế nao thắng của tử bi.
chocolate for breakfast. We got you. New Eggo Fully Loaded Waffles. Oh. Trying to be a game. Yeah. Bữa nay thứ mấy hả? Bữa nay là ngày thứ hai, ngày mai thứ ba. Bây giờ chương trình hát một hai bài nữa tặng cho tất cả các chị ơi, phục vụ cũng xin phép tạm ngưng nha. Giờ để nhà phẩm đi đây. Trái tim bên lề ha. Anh đã cho em bấy lâu này một trái tim bên lề rất đau, vì biết em chẳng hề biết đâu tình yêu anh đã cho em rồi. Quý vị đang nhấp nhập phòng trái tim bên lề. Sai lời cái tông nó hơi chấp nhất, nhưng mà cũng mấy cái bài cái câu sau thì ok cũng tạm được. Cảm ơn tất cả các chị em đã được thức nhạc phẩm trái tim bên lề. Mình sẽ đây và bài cuối cùng nha. Mời tất cả các chị uống cam để phục vụ nha. Uống vô cái có hơi giọng hơi lên chút xíu đây. Cả nhà 60 người thấy lặng im vậy ta, không thấy ai lên tiếng gì ha. Mình hát giống như là lặng thầm trong đêm vậy đó, không ai thấy có ai trong nhà không. Lặng im quá làm sợ ma quá, trời mưa bọt giờ khuya rồi. La 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 la. Tum 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 tum. Do 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 do. Các chị có khỏe không? Khỏe hết không? Nếu có lần em gõ cửa nghe thông, nghe vắng buồn hiu khung cảnh thông thông. Em ơi người xưa đã xa đi, không gặp
em lúc phân ly không cho sầu thương đổ bờ mi. Luyến ai làm chi sẽ khổ lắm em ơi. Đêm lá mùa thu vương đổ bên thêu thì sơn hà nhiều nỗi điêu linh. Đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chung bên. Đêm nay ngoài xa mình mơ, nằm đây ôm chiếc ba lô thấy đời như cả ý. Niềm vui là khi sống tung quanh, là chiến đấu cho mình và mong mỗi tình đêm gì. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô hương, áo đời trai bình lửa lên đường. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ không xương, dẫn thân miền súng đạn xa trường. Hello, chào Nguyễn Lo nha. Kiều các chị luôn khỏe đúng không? Chúc cho tất cả các chị luôn được nhiều sức khỏe và niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống nhân dân thân miền súng đạn ra trường. Thank you, cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. Rồi một bài nữa nha. My name is Kompet Peas. Bài nữa nha, bài nữa nha. Bài nữa nha. And after some more bài tiền. Our old campus. Để cho tất cả chị thưởng thức nhạc phẩm. Tiền. Một sáng của Ngọc Sơn. Tiền đời mấy ai thương. Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét gây, bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên và hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời quay mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phần số riêng ai, trần gian là cõi đỏ đầy, thì cớ sao cái oan thù vì danh lời mà đau, vì kiếm tiền phụ nhau. Nhưng khi có tiền thì tiên cũng có, lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe. Đêm nay em bỏ xa rồi, chạy theo cuộc sống đua đời, vì một chữ tiền mà thôi. Đời mà những lúc ta có tiền thì nhiều người vây quanh, lúc ta trắng tay rồi thì
không có người nào bên cạnh thì ta phải làm sao? Ông trời ơi! Trong tay không tiền, đời mấy ai thương. Những lúc có tiền, nhiều kẻ ghét ganh. Bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên và hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao? Trời ơi, ông trời quanh mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phần số riêng ai, trần gian là cõi đỏ đầy, thì cớ sao cái oán thù vì danh lời mà đâu, vì kiếm tiền phụ nhau. Nhưng khi có tiền thì thiên cũng có, lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều. Hồi giờ này cũng là 11 giờ rồi. Phụ cũng xin tạm biệt nha. Tất cả chị em cũng lâu ngày rồi không có lên livestream. Ngày hôm nay ghiền quá đi, quá xa ghiền luôn, nên lên hát lên tặng cho các chị dạy bài. Để khuya rồi, để hẹn ra lại khi khác nha. Bye bye bye, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt cả nhà. I love you. Bye cả nhà nha. Ủa tắt cho đâu ta?